trong đầu tư chứng khoán nếu anh chị và dũng tiếp cận một doanh nghiệp với rất nhiều thông tin tốt thì giá cổ phiếu sẽ như thế này như thế này và như thế này ngược lại khi chúng ta tiếp cận những thông tin xấu và rất xấu giá cổ phiếu sẽ nằm ở vùng giá này và những vùng giá này nhưng trong bản chất của đầu tư giảm thì chúng ta mua tăng thì chúng ta bán rẻ thì chúng ta mua cao thì chúng ta bán và ba chiến lược đầu tư cổ phiếu chu kỳ được ra đời và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng Nơi những chia sẻ buổi tối, Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức Vì không sớm thì muộn, Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán Sẽ chẳng có gì ngoài niềm tin và năng lực của bản thân Để chúng ta đầu tư hiệu quả các cổ phiếu có tính chu kỳ Vì không thể nào kiếm các thông tin tốt để nuôi dưỡng niềm tin cho chúng ta Niềm tin chỉ được xây dựng dựa vào năng lực của bản thân Và năng lực kết hợp với lại kế hoạch để có thể đưa ra được một phương pháp cho chủ động và ba chiến lược mua cổ phiếu chu kỳ được ra đời. Vậy ba chiến lược đó là gì? Đó là mua tích trữ, đó là bùng nổ theo đà và đó là sử dụng các phương pháp định giá cổ phiếu để mua các cổ phiếu có tính chu kỳ. Đầu tiên đó là mua tích trữ cổ phiếu và Dũng sẽ kể lại cho anh chị nghe một câu chuyện mà chúng đã kể với anh chị rất nhiều lần trước đó. Không có một ngành nghề nào và cũng không có một doanh nghiệp nào sẽ tăng trưởng mãi mãi cả không có một doanh nghiệp nào tăng quy mô mãi mãi cả không có một cổ phiếu nào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mãi mãi cả thì cũng chẳng có một cổ phiếu nào sẽ bước vào pha tăng giá mãi mãi cả khi doanh nghiệp đã suy giảm về doanh thu suy giảm về lợi nhuận không còn gia tăng về quy mô và triển vọng ngành không tốt nữa doanh nghiệp và cổ phiếu sẽ bước vào pha giảm giá không có gì là tăng mãi mãi thì cũng chẳng có gì là giảm mãi mãi doanh nghiệp trải qua pha giảm giá sẽ bước vào pha tích lũy và bước vào pha tích lũy thì mua tích trữ cổ phiếu được ra đời những doanh nghiệp chu kỳ có sự tăng giảm này rất mạnh do đó tính chu kỳ và tính tích trữ cũng rất phù hợp để đầu tư bằng phương pháp dạng này mua tích trữ cổ phiếu tức là chúng ta mua cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh giảm 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 và giảm đặc tính của những cổ phiếu này nó đã trải qua pha giảm giá mạnh thì doanh nghiệp bước vào pha tích lũy bước vào pha tích lũy hay còn gọi là cổ phiếu bị lãng quên cổ phiếu bị lãng quên thì thanh khoản sẽ rất thấp. Nhưng cái khó của phương pháp đầu tư này đó là cần xây dựng ra niềm tin. Vì nếu như anh chị tin ý, thời gian giảm giá sẽ nhiều hơn so với thời gian tăng giá. Và khi cổ phiếu của bạn bè, đồng nghiệp và người thân tăng trưởng 5, 10, 15, 20% trong một thời gian ngắn. Nhưng cổ phiếu của anh chị mãi mãi không tăng giá. Một là đi ngang, hai là sụt giảm. Thì làm gì để xây dựng được niềm tin để mua tích trữ cổ phiếu? Đó là cái khó. Cái khó là cần xây dựng niềm tin. Và Dũng khuyên các anh chị niềm tin không được xây dựng dựa vào sự tăng giảm của cổ phiếu Niềm tin được xây dựng dựa vào trình độ năng lực và phân tích của chúng ta Do đó phương pháp đầu tư này Dũng đánh giá là khó Khó nhưng không phải là không thể thực hiện được Nếu chúng ta có một niềm tin đúng đắn và niềm tin được xây dựng dựa vào năng lực của bản thân Vậy không, không đầu tư vào phương pháp này vì khó Vậy có một phương pháp đầu tư dễ hơn Đó là mua cổ phiếu được rất nhiều người chú ý Đó là bùng nổ theo đà vậy thế nào gọi là những phiên bùng nổ theo đà đó là những cổ phiếu giảm giá mạnh và rất mạnh trải qua những pha giảm giá và bước vào pha tích lũy và pha đi ngang khi bước vào pha tích lũy và pha đi ngang sẽ có rất nhiều nhà đầu tư mua dần nhưng sẽ có rất nhiều người đầu cơ mua cổ phiếu này vì tính hấp dẫn về giá khi dòng tiền đầu cơ được đổ vào thì giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh trong một thời gian ngắn với một mức thanh khoản rất cao đặc tính của những phiên bùng nổ theo đà đó là những phiên bùng nổ và phá vỡ xu hướng giảm trước đó. Như dụng trao đổi với anh chị, pha tăng giá tức là vòng đời của doanh nghiệp đi lên, pha giảm giá tức là vòng đời của doanh nghiệp đi xuống và phá vỡ xu hướng pha giảm giá tức là đã trải qua cái giai đoạn sụt giảm và hết kết thúc pha giảm giá. Vậy khi phá vỡ xu hướng của một pha giảm giá, dòng tiền sẽ đổ vào rất mạnh trong những thời điểm đó và đó gọi là những phiên bùng nổ theo đà. Pha giảm giá càng lâu, pha giảm giá càng dài, pha, cảm, càng pha giảm giá càng mạnh thì những phiên bùng nổ theo đà và tăng sau đó nó sẽ rất nhanh, rất mạnh và thời gian rất ngắn. Vậy tại sao lại có những sự tăng rất mạnh khi mà phá vỡ xu hướng giảm giá trước đó? Vì có rất nhiều dòng tiền đầu cơ và giới kinh doanh sẽ mua dần, mua lên và mua đẩy những cổ phiếu này. Đó là đặc tính của chiến lược mua bùng nổ theo đà. Mua bùng nổ theo đà và kết hợp với việc phá vỡ xu hướng giảm giá dài hạn trước đó và đặc biệt là giới đầu cơ và giới kinh doanh với những dòng tiền đòn bẩy tài chính margin sẽ kích thích để tăng giá cổ phiếu trong một thời gian ngắn. Vậy rõ ràng chúng ta cũng phân tích với nhau như vậy để đánh giá. Đây là các yếu tố về đầu cơ và đầu cơ thì thường thường là sẽ không bền và khi không bền thì cần xây dựng chiến lược mua là những mua bùng nổ theo đà nhưng bán là gãy xu hướng thì chúng ta bán. Đó là xây dựng chiến lược bùng nổ theo đà anh chị mua những phiên bùng nổ theo đà với số lượng thanh khoản cao hơn so với trung bình trên 40% và những phiên đó phá vỡ xu hướng dài hạn, giảm giá dài hạn của cổ phiếu thì hãy mua và hãy bán với một tâm thế cổ phiếu này tăng rất nóng, tăng rất thốc thì sẽ không bền và khi không bền thì gãy trên xu hướng thì chúng ta bán đó là chiến lược thứ hai và chiến lược thứ ba tức là chúng ta sử dụng các phương pháp định giá Tức là anh chị sử dụng các phương pháp định giá của cổ phiếu đó Dũng thì dũng phương pháp định giá bằng tài sản tức là PB Khi dùng các phương pháp định giá bằng tài sản Chúng ta dùng các dữ liệu trong quá khứ để tìm ra được vùng mà nhà đầu tư định giá thấp nhất Và vùng mà nhà đầu tư được định giá cao nhất Vậy làm sao để biết được vùng nào là vùng định giá thấp và vùng nào là vùng định giá cao anh chị hãy để lại email bên dưới, Dũng sẽ gửi cho anh chị về file PB của các doanh nghiệp trên sản chứng khoán trong 10 năm trở lại đây. Trong file này thì chúng ta sẽ có phân tích về bóc tách với nhau về lịch sử của định giá bằng phương pháp về tài sản của những doanh nghiệp này trên sàn chứng khoán trong những năm trở lại đây. Đừng quên để lại email bên dưới, Dũng sẽ gửi cho anh chị. Và khi anh chị có những số liệu này, anh chị sẽ đánh giá được. Trong 10 năm trở lại đây, vùng nào là vùng thấp nhất của cổ phiếu đó, vùng nào là vùng mà nhà đầu tư trả một cái mức giá vừa phải, thì chúng ta sẽ lựa chọn được những vùng mua và những vùng bán. Chứ thực tế, phương pháp này là phương pháp kết hợp của hai phương pháp kia tức là mua tích trữ ở những giai đoạn giảm mà mua tích trữ ở những giai đoạn giảm thì cổ phiếu đa số là PB nó về một vùng giá hấp dẫn. Khi chúng ta cần những cổ phiếu mua cổ phiếu ở những vùng giảm, chúng ta sẽ bán cổ phiếu đó khi cổ phiếu tăng giá và đa số khi cổ phiếu tăng giá cũng là một vùng giá phù hợp với định giá PB. Do đó sử dụng định giá và kết hợp phương pháp mua tích trữ sẽ rất phù hợp đối với chiến lược mua cổ phiếu có tính chu kỳ. Chính đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về ba chiến lược mua cổ phiếu có tính chu kỳ. Mua những phiên bùng nổ thì chiến lược này rất dễ, nhưng nó sẽ không bền. Mua tích trữ cổ phiếu thì chiến lược này rất phù hợp và rất bền vững. Mua bằng phương pháp định giá tài sản cũng vậy, đặc, đặc biệt kết hợp với là chiến lược mua tích trữ. Do đó, việc anh chị phù hợp với chiến lược đầu tư nào, anh chị hãy để lại những email bên dưới, Dũng sẽ gửi các file này cho anh chị để anh chị có thể gia tăng thêm nội lực và kiến thức của mình để mở tài khoản tài chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1% tùy vào các giá trị yêu dịch. Trong mọi điều kiện của nền kinh tế, tiết giảm chi phí vẫn luôn luôn là một cách để tối hóa lợi nhuận. Nếu nhà chị chưa có một người quản lý tài sản đầu tư, nếu nhà chị chưa có một người tư vấn đầu tư, Dũng sẽ là người thuyết trình với anh chị, trình bày phương án đầu tư, hình thành ra rổ danh mục đầu tư, phù hợp với dòng vốn của anh chị hay không, mức độ rủi ro và mức độ kỳ vọng của tài sản của anh chị như thế nào trong thời gian tới. Trước đây là lịch đào tạo của Dũng và tuần sau khóa đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi. Mà chi tiết sẽ lại với Quang Dũng qua số thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.